Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây trên một diễn đàn mạng xã hội đã chia sẻ câu chuyện về một cặp đôi nam nữ ngang nhiên lấy trộm mũ bảo hiểm xịn ở bãi xe khiến nhiều người phải bức xúc. Những hình ảnh này thì được trích xuất từ camera và đã ghi lại toàn bộ quá trình về việc làm đáng xấu hổ cần phải lên án này. Theo đó thì trong đoạn video clip được đăng tải, một cặp đôi nam nữ kết hợp vô cùng ăn ý chỉ để trộm chiếc mũ bảo hiểm của xe bên cạnh. Người đàn ông thì trực sẵn ở chiếc xe máy của mình, đợi người phụ nữ đang ngó nghiêng, chờ thời cơ lấy chiếc mũ được treo ở ngay bên cạnh. Sau đó thì họ đã giấu nhẹm nó dưới lớp áo, lên xe rồi rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cặp đôi này không nghĩ rằng đang có một chiếc camera quay trọn hành động xấu xí này. Khi lấy chiếc mũ bảo hiểm thì chắc hẳn cặp đôi này chỉ nghĩ đến cho bản thân mình mà không màng đến người bị lấy cắp. Trời thì nắng nóng, mũ bảo hiểm lại là dụng cụ cần thiết luôn ở bên người để đi lại và tham gia giao thông. Liệu bị trộm mất bất ngờ như vậy sẽ phải xử lý như thế nào? Ngay khi clip này được đăng tải thì rất nhiều người cũng đã tỏ ra phẫn nộ với hành động có phần kém sang này. Thấy hai người này cũng sáng sủa, có vẻ đầy đủ vật chất mà lại tham cái mũ thế à. Trộm cũng có trộm này trộm kia, ngắm trúng mũ xịn mới lấy cơ. Mọi người đi đâu cũng phải cẩn thận vào, nhét mũ vào cốp xe cho chắc chắn. Như mình mất 3-4 lần liền vì để ngoài rồi. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.